Hôm nay, các thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Và từ chiều qua, để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi quan trọng này, Công an thành phố Hà Nội đã bố trí lực lượng tại 196 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Trước, trong và sau các ngày diễn ra kỳ thi, đối với các tuyến có lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông đông, các điểm đen về tai nạn giao thông, các điểm có nguy cơ ùn tắc và các khu vực có khả năng xảy ra ngập úng khi có mưa lớn, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung hướng dẫn điều tiết để phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông. Trên các tuyến quốc lộ, trục chính ra vào thành phố, địa bàn có nhà ga, bến tàu, bến xe, Phòng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đảm bảo an toàn thông suốt. Để đảm bảo an toàn, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh trong quá trình đưa đón con em đi dự thi chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ. Khi đến các địa điểm thi, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.